Bạn Hương ơi, bạn Hương, Alo anh bạn Hương nghe mình Nino. nói gì không? Anh Nino, bạn Hương không nghe. Hả? Sao bạn Hương nói gì? Anh Nino nghe không rõ. Bạn Hương không nghe được. Bạn Hương ơi, đi đá bóng cùng anh Nino không? Trời nóng hả? Đi đá bóng. Không, trời không nóng. Không không, trời không có nóng, đi đá. Không nghe được gì Tức cả. quá. Đi đá bóng cùng anh Inno không? À, Đi, đi. ok, đi thôi. Vừa rồi anh Nino có rủ bạn Hươu Cao Cổ đi đá bóng, tuy nhiên bạn Hươu Cao Cổ đứng rất là xa anh Nino, cho nên bạn Hươu Cao Cổ chẳng nghe được anh Nino nói gì cả. Nhưng mà thật may là anh Nino đã có chiếc điện thoại cắp giấy này. Vậy thì ngày hôm nay anh Nino sẽ hướng dẫn các em thực hiện stream telephone. Để làm được stream telephone, các em sẽ cùng anh Nino chuẩn bị những nguyên vật liệu sau. Vật liệu đầu tiên đó chính là hai chiếc cắp giấy. Kế đến là một đoạn dây dài. Ở đây anh Nino đã chuẩn bị sẵn một đoạn dây dài. Các em có thể sử dụng dây dài hơn nhé. Và cuối cùng đó chính là hai cây tằm. Vậy thì bây giờ hãy cùng anh Nino bắt đầu thôi nào. Và bước đầu tiên để tạo nên string telephone thì các em sẽ trang trí cho anh Nino hai cốc giấy này nha. Thì ở đây anh Nino đã trang trí sẵn rồi. Các em có thể sử dụng bút màu sáp để mình vẽ những cái họa tiết, những cái hình lên đây rất là xinh đẹp đấy không nào. Hoặc là các em cũng có thể sử dụng những sticker mình sẽ dán lên trên cái cốc của mình. Được chưa? Vậy thì bây giờ anh Nino sẽ sử dụng cái cốc có sticker để làm screen telephone nhé. Ok, đây, anh Nino sẽ để qua đây một bên. Rồi, bước kế đến anh Nino sẽ sử dụng một cây tăm. Ở đây anh Nino sẽ tạo nên một lỗ nhỏ ở đáy của cốc. Em nên đặt cái lỗ này nằm ở vị trí trung tâm của cái đáy cốc. Mình sẽ chọn một lỗ xỏ vào đáy của chiếc cốc cho anh Nino nha. Mình sẽ xỏ từ ngoài vào trong. Rồi, sau khi xỏ xong rồi thì anh Nino sẽ cột đầu dây này vào một nửa cây tăm. Rồi, vậy là xong rồi đó các em. Bây giờ mình sẽ làm tương tự với đầu dây còn lại và chiếc cốc thứ hai ha. Đây, anh Nino sẽ xỏ vào. Như các em có thể thấy, bên trong cốc của anh là hai nửa cây tăm đúng không nào? Vậy là bây giờ screen telephone của mình đã được hoàn thành rồi. Các em có thể sử dụng ngay lúc này. À, anh Nino sẽ hướng dẫn các em sử dụng nha. Một đầu chúng ta sẽ dùng để nói alo alo alo. Đầu còn lại các em sẽ áp sát vào tai của người nghe như thế này. À, và các em hãy lưu ý, khi sử dụng các em hãy kéo thật là căng sợi dây này ra thì âm thanh sẽ được truyền đi to và rõ hơn. Hãy cùng anh Nino thực hành ngay thôi nào. Các em ơi, các em có biết vì sao khi anh Nino nói ở bên đầu dây này mà đầu dây bên kia bạn Hươu Cao Cổ lại có thể nghe được giọng của anh Nino không? Để anh Nino bật mí cho các em biết nha. Vật chất xung quanh chúng ta được tạo bởi những phần tử vô cùng nhỏ bé. Chúng ta có thể gọi chúng là particles. Bây giờ các em hãy thử đặt tay lên cổ mình và gọi thật to: anh Nino ơi! Các em có cảm nhận được gì không nào? Có phải vừa rồi cổ của các em đã rung lên đúng không? À, khi chúng ta nói chuyện, dây thanh quản của mình sẽ rung động. Và sự rung động này sẽ làm cho những phần tử không khí xung quanh chúng ta rung động theo. Và sự rung động này sẽ được lan truyền đến tai của người nghe. Trong tiếng Anh, sự rung động là vibration. Khi những vật hoặc là không khí rung động thì sẽ tạo ra được âm thanh.
sounds are made when air or object vibrate. À, và khi chúng ta sử dụng string telephone thì các em biết không, sự rung động đã được truyền qua sợi dây. À, và Anino bật mí thêm một kiến thức nữa cho các em biết là sự rung động truyền tốt nhất trong môi trường chất rắn, tốt hơn cả trong chất lỏng và chất khí đó nha. Là chỉ với những bước vô cùng đơn giản, Anino đã cùng các em tạo nên được một chiếc điện thoại vô cùng thần kỳ đúng không nào? Bây giờ Anino có một thử thách nho nhỏ. Anino có một mật thư và các em hãy lắng nghe thật kỹ mật thư đó là gì và bình luận bên dưới cho Anino biết nha. À, đừng quên đăng ký và nộp video sản phẩm. Anino đã đính kèm trong phần mô tả và trên fanpage STEM House Education. Các em nhớ theo dõi và thực hiện đúng hạn nha. Và nếu như các em thích video của Anino, đừng quên subscribe kênh YouTube, like và share video này đến bạn bè của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em.